Chào mọi người nhé, hôm nay thì em có mấy cái laptop giới thiệu vào bản cho mọi người Nhất là con laptop của Toshiba này Quay model của nó là Dynabook R73 uh, nhé Con này nó chạy chip i5, RAM 8GB SD của nó là 128GB, màn rộng 13.3 Em bán người giá là 2 triệu rưỡi Con này uh, giá đã bao gồm 1 sạc rồi nhé Mọi người không lấy sạc thì em sẽ trừ cho mọi người 200.000, còn 2 ,3 triệu 3 thôi nhé Đấy, Mọi hình thì nó chỉ hơi sức nhẹ theo thời gian một tí thôi Nói chung còn khá là đẹp Các cổng kết nối thì có chân sạc này, mạng LAN này, USB này, ổ đĩa CD nhé đằng trước thì nó có một cái khe cắm thể nhớ SD này bên hông thì có chân cắm tay nghe 1.5 này USB nhé HDMI VGA nó là các cổng kết nối cơ bản thì đầy đủ hết đây, mặt sau này nói chung còn rất là mới nhé và bên mạch các thứ thì cam kết mọi người là zin 100% chưa can thiệp sửa chữa bất cứ một cái gì cả đây, bàn phím đẹp không có bị mờ bạc bong chóc phím nào cả nhé màn hình rộng 13.3 inch đẹp nhá không có bị á mố gì cả màn hình hiển thị rất đẹp con này thì nó có micro thôi nó không có cam nhá tớt ba các thứ thì ok này cấu hình thì rất là ngon chạy chip i5 nó chạy còn chip coi i5 6200u giam 8 g và đang chạy Windows 10 là 64 bit và ổ cứng lưu trữ của nó là ổ SD 128 g nhé ổ SD này 128 g mọi chức năng thì đều ok hết wifi rồi mọi chức năng đều ok máy thì chạy rất là mượt mà chip năng giá thì có hai triệu rưỡi thôi mọi người không nên sạc là hai triệu ba nhé còn con này là con laptop của Lenovo này. dòng ThinkBook nhé con này là dòng ThinkBook. Con này là ThinkBook 15 2L, con này chạy chip i5 ra 16 GB và nó có hai ổ cứng, một ổ SD là 256 GB và một ổ HDD 500 GB. Màn rộng 15.6 inch, giá bán cho người là 7 ,1 triệu 1 nhé Giá này thì đã bao gồm cả sạc rồi. Mọi người không lấy sạc thì em sẽ trừ cho người 200 000 còn 6 ,9 triệu 9 nhé Con này thiết kế kiểu vỏ nhôm rất là đẹp luôn, mặt nhôm nhá, nét căng luôn. Các cái cổng cái lối của nó thì có mạng LAN này, HDMI này, USB này, hai chân tay C nhé chân cắm tay nghe 3.5 này đằng trước thì nó không có cổng kết nối nào cả đấy, bên này thì có uh, khe cắm thể nhớ SD này, USB này, đấy, chân sạc vậy nhé đây nó cũng có một cái cổng USB nữa này Đấy, một người ấy này thì có nó có một cái cổng USB đây à, khe tản nhiệt này, mọi người nhìn qua khe tản nhiệt này men mạch sáng trang luôn, không có bị bụi bẩn hay gì cả nhé máy thì nét căng luôn đấy, mặt trên này của nó là mặt nhôm nhé nhìn rất đẹp luôn à mặt nhôm này cực kỳ đẹp bàn phím đẹp nhé màn rộng 15.6 inch nên là bàn phím của nó là bàn phím full size có cả bàn phím số nhé Đấy, mọi người làm việc liên quan đến số rất là tiện Đấy, nút ngôi này nó là cảm biến vân tay luôn nhé màn hình đẹp 15.6 inch đẹp không á mố gì cả camera micro đều hoạt động ok Ở đây nó có một cái cá trượt để che cam này Đấy, để mọi người tránh bị hack cam nhé Đó. Đây, đỏ này nó che này này Đó. đây em sẽ cho mọi người xem cái cấu hình chi tiết của nó con này có cả cảm biến vân tay Đấy, vân tay nó là nút nguồn này luôn nhé tích hợp luôn rồi Đấy, vỏ nhôm nữa rất là đẹp cứng cáp con này nó chạy con chip coi 5 gen 10 nhé một à, con chip rất là mới à, coi 5 uh, 1035 g1 này uh, ra 16 g và đang chạy Windows 10 là 64 bit ổ cứng lưu trữ của nó thì nó sử dụng hai ổ một ổ uh, SD 256 g và một ổ HDD đây, ổ của nó này SD 256 g đang chạy Windows này và ổ HDD để chứa dữ liệu là 500 g tổng của nó hơn 700 g nên mọi người thoải mái lưu trữ dữ liệu nhé Đấy, cực kỳ là đẹp máy thì thiết kế này Đó, nhôm rất là đẹp nhé còn con này là con laptop của Dell này con này uh, model của nó là 5590 nó chạy chip i5 con này là RAM của nó 20 g con này nó có hai RAM bởi vì là một cái RAM on ở trên bên của nó là tích hợp là 4 g rồi à, nó chạy thanh RAM 16 GB nữa, tổng RAM của nó là 20 GB nhé. À, SSD của nó là 512 GB, màn rộng cũng là 15.6 inch, giá bán người 8 triệu 8 nhé. Vỏ kim loại rất là đẹp luôn, vỏ nhôm nhé. Đó. Ngoại hình thì cực kỳ đẹp. Đó. Các cổng kết nối thì có chân sạc này, HDMI này, USB này, chân Type C nhé. Đó. Nào trước thì nó cũng không có cổng cái lối đâu cả. À, bên này thì nó có khe cắm thể nhớ micro SD này, chân cắm thanh nghe 1.5 nhé, USB mạng LAN này. À, mặt sau này, à, con này là Dell Voltro 5590 nhé, à, hai loa hai bên thì loa của nó rất là to nhé. Bên mạch thì cũng cam kết là zin nét luôn, máy thì còn như đẹp ke rồi. À, nó chạy con chip quay 5 gen 10 và nó chạy có cả các đồ họa rời của Nvidia nhé màn rộng 15.6 inch đẹp nhé không có bị á mố gì cả viền thì mỏng đét luôn à, viền mỏng nét camera micro đều ok nhé à. em cho mọi người xem cái cấu hình chi tiết của nó đây con này nó chạy con chip quay 5 ngàn 10 nhé 10210 u à. 20 ghi này và đang chạy Windows 10 là 64 bit à. và cạc đây em sẽ vào cái này em cho mọi người xem cả cái cạc của nó con này nó có cả cạc rời nhé nên mọi người làm các cái ứng dụng đồ họa hay là ở game kia các thứ thì nó cũng rất là ok nhé. tên model của nó này, Dell Vostro 5590 này, đây, chip của nó đây, i5 10210U này, 20gigabyte nhé. và card uh, của nó thì có các on đây, các on uh, trên men uh, 10 g nhé, các on trên main này, 10 gb này. Đây, và card rời của nó đây, uh, card rời là NVIDIA MX250 này, 2 gb nữa. Đó. Nói này cấu hình thì rất là ngon nhá Mọi chức năng của máy đều ok hết Và ổ cứng của nó là ổ SD 512GB Và đã được chia làm hai ổ rồi Một ổ Windows, một ổ chứa liệu Nó sẽ an toàn dữ liệu hơn cho mọi người nhé Cấu hình thì cực kỳ ngon, máy đẹp nhá Dell Vostro 5590 Máy thiết kế rất đẹp luôn, vỏ nhôm nhá à, Con này vỏ nhôm này Bán người là 8 triệu ,8, 8 nhá Giá này đã bao gồm cả sạc rồi Mọi người không lấy sạc thì em đã trừ cho mọi người 200 Còn 8 triệu 6 con này là con laptop của Dell này. Con này là model của nó là 3580. Nó chạy chip i5 RAM 8 g SD của nó 256 GB, màn rộng 15.6 inch, giá bán người là 4 ,2 triệu 2 nhá. ngoại hình thì nó chỉ hơi sức nhẹ tí tí thôi, nói chung chỉ hơi sức nhẹ tí theo thời gian thôi. các cổng kết nối thì có chân sạc này, mạng LAN này, HDMI này, USB này, chân cắm tai nghe 1.5 nhá. đằng trước thì nó có đèn báo nguồn, báo sạc thôi. cái này thì nó có khe cảm nhận nhớ SD này, USB VGA nhá. Đây, mặt sau của nó đây mọi người nhìn qua khe tản nhiệt này, mên mạch có thứ thì sáng choang luôn, chưa có bị bụi bẩn han gì, bất cứ một cái gì cả, men mạch thì zin đét một trăm có hai loa hai bên nhá, còn này loa cũng rất là ngon, à, khe tản nhiệt này, không một hạt bụi luôn, à, chỗ này nó có cái khay uh, cắm sim nữa, đấy, em uh, cho mọi người xem uh, bàn phím của nó đấy nhá, à, con này bàn phím đẹp, à, không có bị mờ bạc bong chóc phím nào cả, máy rộng mười uh, 5.6 inch là bàn phím của nó là bàn phím full size có cả bàn phím số nhé đấy, cảm biến vân tay này đấy, chip Core i5 gen 7 nhá, Đấy, tớt nó thứ ok đấy, màn uh, 15.6 inch đẹp không á bố gì cả đấy, camera micro ok hết nhé đấy. Đây, cấu hình chi tiết của nó đây con này nó chạy con chip coi 5 7200U RAM uh, 8GB và đang chạy Windows 10 là 64bit ổ cứng lưu trữ của nó là ổ SD 256 GB. Mọi chức năng đều đều ok hết. Đấy, Wi-Fi rồi mọi chức năng đều ok. Đấy, YouTube thì cực kỳ mượt luôn. rất là mượt nhé, à, cực kỳ mượt. Nói chung, mọi chức năng của nó thì đều ngon lành và mượt mà nhé. Máy này giá là 4 2 triệu hai, giá đã bao gồm cả sạc rồi. Mọi người không lấy sạc trừ 200 trăm nghìn còn bốn triệu nhé. Đây, trên đây những máy hôm nay em bán mọi người, mọi người lấy máy gì cứ nhắn qua zalo số không ba bốn bốn chín chín bốn sáu em nhé. Ok cảm ơn mọi người nhé, chào mọi người.